Vâng, thế trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Táo nha. Vâng, thì xin trân trọng giới thiệu với quý vị là bây giờ là đúng 5 giờ chiều ngày 14 và tháng 8 năm 2019. Vâng, thì trên hình ảnh quý vị đây là nhà anh Nguyễn Khắc Thân và khu 5 xã Trương Xá. Vâng, thì tôi đang trực tiếp lên để bàn giao cho anh một chiếc sập thờ gỗ mít. Và đây này. Đây là anh chủ nhà anh Nguyễn Khắc Thân đây. Và thế chi tiết giới thiệu quý vị nhé, là chiếc sập thờ tôi vừa mới bàn giao cho anh đây. Vâng, chất liệu bằng gỗ mít ta. Vâng, chân 14, có kích thước dài 1m97, rộng 97 và cao 1m17. Và đục tứ linh lạch. Đây, giới thiệu quý vị đây. Chiếc... Ai có nhu cầu sở hữu chiếc sập thờ của anh Nguyễn Khắc Thân ở khu 5 Trường Xá này thì xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nha, có số điện thoại là 0987 510 8 06. Vâng, cơ sở tôi nằm tại xã Văn Khúc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Vâng, chuyên sản xuất đồ thờ, rồi bàn ghế phòng khách, giường cưới, tủ áo các loại. Đấy, họa tiết chúng tôi sơn bằng bóng kính, bóng PU, bóng kính, chất liệu U7 của Đài Loan, và nó hơi bóng như là chụp nó hơi bị lẻ. Đấy, vâng, thì đây là trên hình ảnh quý vị, đây là anh chủ nhà đấy nhá, anh Nguyễn Khắc Thân, khu 5 Trường Xá đấy nhá. Vâng, anh rất là có thấy cái sập thờ nào có hài lòng không anh Thân? Quá đẹp, tuyệt vời đấy. Có đúng theo kích thước anh đạt không? Đúng như ý muốn của chủ nhà đạt. Vâng, đấy. Xin cảm ơn Thọ. Vâng, thì thay mặt cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin trân trọng cảm ơn anh Thân nhé. Vâng, đã có lòng thiện chí và tin tưởng và đặt đồ gỗ của cơ sở Tùng Tám thôi. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Khắc Thân. Vâng.